chốt một bộ dàn âm thanh trị giá 40 triệu trong vòng 5 phút và người chốt cũng là một người rất đặc biệt, và anh em sẽ cùng đón xem hết clip nhé. Với một cái căn phòng với diện tích là khoảng gần 40m2 và với một cái tiêu chí của gia chủ là nó phải vừa hay, vừa chất lượng nhưng lại phải nhỏ gọn và đơn giản, kể cả từ phần thiết bị cho đến phần loa, và đây chính là phương án. Và để có thể đạt được cái tiêu chí đấy thì về hệ thống phần loa thì bên em đã sử dụng một cái mã dòng loa có thể nói là cao cấp nhất của MK Acoustics hiện nay, đó là dòng SQ. Và với một cái tiêu chí là nhỏ gọn, chất lượng vẫn phải hay thì SQ10 sẽ chính là một cái ứng cử viên cực kỳ sáng giá cho cái tiêu chí này, bởi vì nó là dòng loa full bass 25 với một cái chất âm thì lát nữa anh em và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau nghe. Và điểm qua một chút về thông số thì cặp SQ10 này sẽ có thông công suất liên tục là 250W, program là 500 và peak là 1000W một thùng, với cân nặng khoảng gần 18 cân và được hoàn thiện một cách rất là chi tiết và tỉ mỉ như anh em có thể nhìn thấy. Và đây là cái giao diện mặt trước của hệ thống loa và chân kệ sau khi đã được setup xong. Và còn phần thiết bị thì như anh em đang nhìn thấy ở đây thì bên em đang sử dụng dòng cục đẩy kỹ thuật số liên vang liên mic ở MK CS600, và nó cho ra công suất đầu ra là tà 600W trên một kênh, và với một cái thiết kế rất là nhỏ gọn, tích hợp cả 3 thiết bị vào trong một. Và với một cái tiêu chí của gia chủ là nhỏ gọn nhưng phải chất lượng âm thanh phải cực kỳ hay thì chỉ có CS600 mới có thể đáp ứng được. Thế nào, chị nghe nhạc này, tiếng nhạc này ung được, ok chưa? Lô 1 2 4 7 5 6 2 3. Và như anh em và các bạn đang vừa nghe thấy thì đấy là giọng của người phụ nữ mà không phải là chồng của chị. Chính chị là người quyết định ra quyết định để chốt cái cấu hình này rất nhanh gọn và rất quyết đoán trong vòng 5 phút. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử một đoạn chất âm ở trên cái cấu hình 40 triệu thì nó sẽ như thế nào nhé. 2 3. Đây là phòng kinh doanh, gần như bằng phòng kinh doanh thôi đấy. Đầy ánh lên trước, người bơm pháo binh. Mẹ tôi đông xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi và từng buồn. Anh gió cho yếu nhé, kéo lần vào nhà tôi. Nhà